một bộ phim hoạt hình Tom và Jerry gắn liền với những năm tháng tuổi thơ của bạn. Xin chào các bạn, lại là Neo Minh Đan đây. Hôm nay Minh Đan sẽ vẽ hướng dẫn đến các bạn nhân vật mèo Tom nha. Đầu tiên, bạn chuẩn bị sơn nền móng màu trắng, dùng keo màu xám, chia bố cục và vẽ tương tự như trên. Bạn có thể pha màu như sau, 8 trắng và 2 đen để ra được màu xám như Minh Đan đang vẽ nha. Ở phần thân, bạn vẫn dùng keo màu xám, chia bố cục và tô điều treo. Trường hợp bạn có loại keo vẽ dạng đặc thì tô treo mỏng thôi nhé, để khi cho móng vào hơ sẽ khô đều hoàn toàn. Bạn dùng màu xám để vẽ phần bụng. Thay vì phải pha màu xám nhạt, bạn có thể sử dụng lại treo màu xám vừa vẽ. Bạn thêm một chút treo màu trắng, pha ra để được màu xám nhạt như Minh đang vẽ nha. Tiếp đến, Minh đang dùng treo màu trắng, vẽ miệng và màu hồng da vẽ tay. Bạn dùng màu vàng nhạt, chia bố cục và vẽ hai mắt. Để tạo điểm nhấn cho đôi mắt có độ sâu, Minh đang dùng treo màu xanh lá nhạt và đen. Bạn dùng treo màu đen để vẽ mũi, miệng cho chú mèo. Vì là vẽ treo, mỗi lần vẽ như thế bạn cho móng đi hơi khô một lần nha. Và bước cuối cùng để hoàn thành mẫu vẽ thêm phần rõ các chi tiết hơn nữa, bạn dùng treo màu đen viền xung quanh các nét mà bạn đã vẽ trước đó. Vì là viền nét, bạn lấy một lượng treo vừa đủ, không quá ít cũng không quá nhiều, để viền từng nét mảnh sao cho đẹp nhé. Sau khi đã viền xong các nét, bạn cho móng đi hơi khô. Bước cuối cùng, phủ lớp tóp treo và cho móng đi hơi khô một lần nữa. Vậy là Minh Đan đã vẽ hoàn thành mẫu neo nhân vật Tom trong bộ phim hoạt hình Tom và Jerry rồi nè. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công mẫu vẽ này và vẽ thêm nhiều nhân vật khác nữa. Minh Đan xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nữa nhé.